Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Búc. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh về kiểm tra tại huyện Krông Búc. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023. Liên đoàn lao động huyện trao nhà mái ấm công đoàn tại thị trấn Bưng Đờ Rang. Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Ngai đối thoại với nhân dân trên địa bàn xã năm 2023. Đảng ủy xã Xin sơ kết 9 tháng đầu năm 2023. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 22 tháng 9, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Isan Buôn Krông, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn về kiểm tra kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2023 tại huyện Krông Búc. Dự về phía lãnh đạo huyện Krông Búc có đồng chí Inim Lô, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Krông Búc báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2022, 8 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện thời gian tới. Trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Krông Búc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua thực hiện phong trào đã giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng công trình thiết yếu của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, công tác gia đình của huyện Krông Búc được triển khai với nhiều hình thức tuyên truyền về xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no hạnh phúc, mang lại vai trò tích cực trong việc xây dựng gia đình văn minh, giàu đẹp. Để đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2023, từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Krông Búc đã trực tiếp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn huyện Krông Búc. Tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm bánh kẹo dịp Tết, đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh xuất trình hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, kiểm tra hạn sử dụng cũng như cách quản lý bảo quản hàng hóa. Một số cơ sở đã chấp hành tuân thủ các quy định về kinh doanh thực phẩm, nhưng bên cạnh đó một số cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh sản phẩm. Nhiều sản phẩm không có nhãn mác, đã quá hạn sử dụng. Đoàn kiểm tra đã trực tiếp tiêu hủy các sản phẩm hết hạn sử dụng. Chuẩn bị cho Tết Trung thu, nhiều mặt hàng bánh kẹo xuất hiện trên thị trường với nhiều mẫu mã và chủng loại mới. Để đảm bảo sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần sáng suốt lựa chọn những mặt hàng có uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo về chất lượng. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các chủ kinh doanh cần phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý kinh doanh, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, phân loại một cách khoa học, thường xuyên để ý đến hạn sử dụng để không bán ra thị trường, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Sáng ngày 22 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Đinh Văn Tín, hiện là cán bộ chuyên trách Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc. Được biết, đoàn viên công đoàn Đinh Văn Tín hiện đang công tác tại Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc. Ngôi nhà của gia đình đồng chí Tín hiện đã xuống cấp nên được Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà mái ấm công đoàn. Căn nhà cấp 4 được sửa chữa với diện tích 70m2. Tổng kinh phí là 50 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, xúc động trước sự quan tâm của Liên đoàn Lao động các cấp. Anh Đinh Văn Tín đã hứa sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Sáng ngày 22 tháng 9, Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Ngai tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã năm 2023. Tại hội nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ngai,
đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2023. 9 tháng đầu năm 2023, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu thảo luận về các nội dung vấn đề mà nhân dân địa phương quan tâm, cũng như về phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, công tác cán bộ, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của xã trong thời gian qua. Đồng thời nêu lên kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới. Các ý kiến thảo luận cũng đã được người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cán bộ phụ trách có liên quan của xã Anh Ai ghi nhận trả lời tại buổi đối thoại. Sáng ngày 22 tháng 9, Đảng ủy xã Anh Sinh tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, đã có các đồng chí thường vụ huyện ủy phụ trách địa bàn xã Anh Sinh, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Anh Sinh tham dự. Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Ea Xin đạt 74,8% kế hoạch giao. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 96,7% so với kế hoạch. Giao quân đạt 100%. Kiểm tra đảng viên chấp hành theo Điều 30 đối với 38 trên 38 đảng viên đạt 100%. Kết nạp 5 trên 7 đảng viên. Đảng ủy xã, chính quyền địa phương, mặt trận và các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc đã cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy thành các nghị quyết chuyên đề, các chương trình kế hoạch cụ thể bám sát các giải pháp nghị quyết đã đề ra và tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực để lãnh đạo. Tại hội nghị, đại diện cán bộ phụ trách địa bàn, các chi bộ thôn buôn đã phát biểu ý kiến, chủ yếu tập trung rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt, phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krung Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.